Thầy gặt mưa sau cho em Ford Focus đời 2010 nhé. Với kích thước gặt sau của xe này sẽ là 16 inch, tương đương với 40 phân. Và khi anh chị mua hàng về thì sẽ đi kèm với một cái đầu chuyển adapter RE-RSC của Heiner nhé. Bây giờ anh em sẽ tiến hành thay thế và lắp đặt. Gạt zin của xe thì cũng đã được thay thế rồi. Đi cũng một thời gian thì lưỡi cao su cũng đã lão hóa, rất là kêu. Và như anh chị thấy thì cái lưỡi cao su của nó đã bị lệch rách hẳn về một bên. Như thế thì sẽ lâu dài thì nó sẽ ảnh hưởng đến bề mặt kính của xe. Rất đơn giản. Lắp đặt và thay thế rất là nhanh. Và trên tất cả các sản phẩm của Heiner Việt Nam thì đều có thương hiệu và logo của Heiner. Lắp đặt rất là dễ dàng. Rồi cứ gạt nữa đây, cho phụt nước này, cứ cho phụt nước sạch này. Anh chị quan tâm đến sản phẩm thì có thể ghé trang web heinervietnam.vn nhé.